lan khủng các bạn ơi, xà lan qua biên giới, xà lan chở chở hàng này xuất nhập khẩu qua nước ngoài nha các bạn. Đó, mời các bạn cùng xem nha. Đó, các bạn thấy không, cái chiếc phà nó bự rồi nhưng mà cái chiếc xà lan xuất khẩu hàng qua nước ngoài này nó còn to gấp 2 lần nữa nha các bạn. Phải nói là quá khủng. À, các bạn thấy không, tàu này nó để là có một số tàu nó để là qua nước luôn nha. Đó là cái cảng đó đó, đó các bạn, nó mới vừa rời bến đó. Trời ơi, cái chiếc phà này bây giờ nó đang đợi cho cái chiếc tàu này đi trước rồi. Rồi bây giờ là mấy chiếc phà nó mới vô được nha các bạn, phà nó mới đầu vô bến được. Ôi ôi, nó to kìa các bạn ơi. Nè các bạn thấy không, đây là cái dàn là cano ở trên chiếc tàu vượt biên giới này, tàu đi qua nước ngoài nè các bạn. Nó có chiếc cào để phòng chống cứu hộ, nhưng khi mà đi ra ngoài khơi đó các bạn, rồi nó bị sự cố á, là nó sẽ có cách xử lý riêng của nó luôn. Quá trời, nó có dàn cẩu trên tàu nó luôn nha các bạn. Ôi ôi, đâu có lao kéo lọt xuống đây nữa kìa. Ồ, tàu kéo này, tàu kéo này đẹp quá ta. Đấy, mới hơn. Cẩu của nó hết hồn không. Ôi ôi các bạn ơi, cuộc sống nó đẩy kìa. Đó, các bạn thấy đằng cái mũi không, ở trước mặt này là chiếc pha nữa. Chạy cũng nhanh nha các bạn, nó cũng bỏ xa rồi đó. Quá trời các bạn ơi, phải nói tàu này chạy
cái chiếc tàu mà nhập bên nước ngoài vậy, rồi chạy vậy, rồi đâu có sóng gió nào mà đánh được vô cho nó đó các bạn, quá trời. Đó các bạn thấy không, là những chiếc nhỏ nhỏ ở dưới nè, nó là những chiếc xà lan có tầm cỡ hết đó các bạn, mà so với cái này là không có gì cả. Chiều dài của ấy nó muốn bự bằng là cây cầu của Mỹ luôn nha các bạn. Đó, trước mặt xin giới thiệu với các bạn luôn. Đó, trước mặt mờ mờ nó bốn trụ đó, và những dây mà hơi mờ mờ nó là cầu Phú Mỹ ở quận 2 Sài Gòn nha các bạn. Cập bến các bạn ơi, 5889. Nước nó trôi ngược quá trời mà chạy không nổi luôn nè các bạn, đợi mi mũi luôn. Kia là chiếc tàu đầu kéo nữa đó các bạn, tàu đầu kéo nó kéo xà lan nữa đó. Ghe này cũng chở cát các bạn, quá trời tàu đầu kéo như này đi. Bến Sài Gòn qua bên bến Đồng Nai các bạn ơi. Đây, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ công ích thanh niên xung quanh không cắt lái A. Ở đây những cái chiếc phà cắt lái là nó đều phân ra nghe các bạn, nó sẽ để ký tự là ABC. Nó như chiếc này hiện tại ở trong màn hình của mình là chiếc cắt lái A, và cái chiếc đang neo đậu bên đây là chiếc cắt lái C, chiếc cắt lái E. Nó sẽ để tên những chiếc hết nha các bạn, nó để theo thứ tự là A, B, C, D. Đó. Rồi, mời các bạn cùng xem. Ồ, cái này cũng đây cũng chiếc xà lan. Lan này đơn giản nè các bạn ơi, nhỏ thôi.
Sabeco. Sabeco là cái tên công ty này. Các bạn ơi, còn là xà lan không nha các bạn, xà lan không, to nhỏ đủ, có bé lớn đều có đủ hết, xà lan chở cát, chở hàng gì, dòng gì, đầy đủ. Đây là đường sông lớn chính mà các bạn, này là đường lưu thông lớn của ở Sài Gòn các bạn. Bến phà Cát Lái đó các bạn ơi.